Vamos! Vem lá! Hãy cả tôi nếu có thể, nhưng cho đến thời điểm này thì cả David De Gea lẫn Muni Mohamedi đều không thể cản phá được Cristiano Ronaldo. Bàn thắng thứ 7 của Ronaldo ở sân chơi World Cup quá non nớt để có thể đánh bại được Ronaldo. Người đã có thể theo sát được Ronaldo.